Chào các em. Cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia như cấu trúc như hiện hành thì nó vừa kiểm tra chúng ta cái phần kiến thức của phần lớp 12 về cái và phần lớp 11 ha. Thì cái phần kiến thức lớp 11 á thì những cái phần kiến thức sẽ được hỏi đến sẽ bao gồm những mảng kiến thức là khoảng cách, góc, tổ hợp xác suất, nhiều thức Newton, cấp số cộng, cấp số nhân. Vậy thì các cái câu hỏi đặc biệt là về phần hình học, tức là khoảng cách và góc á, thì chúng ta sẽ bắt gặp nó dưới dạng là một bài toán riêng rẽ. Đó là nó sẽ hỏi một câu hỏi độc lập là tính khoảng cách này, tính tính góc kia, đúng không? Hoặc là đôi khi nó cũng có thể lồng ghép vào trong các cái bài của hình học lớp 12 nên về phần thể tích thì chưa nào, hay là những cái vấn đề khác ví dụ như là nón, trụ, cầu, vân vân đó. Vậy thì trong cái tiết hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nội dung về khoảng cách mà ngày hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cái nội dung về khoảng cách từ một điểm tới một mặt bằng. Các bạn cần phải hiểu thế nào là khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Thì định nghĩa thế này, cho trước mặt phẳng alpha và một điểm M đang nằm ngoài mặt phẳng alpha. Ở đây nếu chúng ta vẽ cái đoạn MH là vuông góc với mặt phẳng alpha tại điểm H, thì khi đó ta sẽ gọi cái chúng ta nếu mà ta hạ được cái thằng MH này nè là nó vuông góc với mặt phẳng alpha tại điểm H, thì khi đó ta sẽ gọi cái MH này là khoảng cách từ điểm M tới mặt alpha ha. Về phần định nghĩa chúng ta chỉ cần tóm lại những ý ngắn gọn như thế này. Vậy thì ở đây chúng ta nếu mà chúng ta muốn dựng cái đường xin lỗi nếu mà chúng ta muốn dựng khoảng cách từ M tới mặt mặt alpha, cái quan trọng là mình phải vẽ được cái đoạn MH này là vuông góc với mặt alpha. Tuy nhiên thì không phải lúc nào thế. Tuy nhiên á, cái câu chuyện khó khăn của các bạn là chắc là cái chuyện vẽ này rồi, đúng không ạ? Các bạn chắc cái gì? Không sao. Sẽ ghi hình lại cho bạn ha. Rồi vậy thì sau đây thì anh sẽ liệt kê cho các bạn các cái mô hình mà chúng ta hay gặp trong quá trình mà chúng ta tính toán về khoảng cách ha. Thì chúng ta sẽ đi vào cái trường hợp thứ nhất là mặt phẳng alpha của chúng ta chứa cái đường cao SA của khối chóp và khối lăng trụ. Thì đường cao là gì? Đường cao là trong đề bài người ta sẽ cho một cạnh nào đó vuông góc với mặt đấy. Được chưa? Thì đây các bạn quan sát cái mô hình phụ ở đây. Giả sử đây là mặt phẳng alpha. Nó đang chứa cái đường cao SA là đang vuông góc với mặt phẳng đấy. Được chưa nào? Và ở đây chúng ta cần vẽ cái MH rồi cái MK làm sao đó để vuông góc với mặt alpha. Vậy thì các bạn có thể bình luận vào mục chat xem là làm sao để bạn vẽ được cái M vẽ được cái đoạn M nào đó mà vuông góc với mặt alpha mà. Các bạn bình luận nha, anh sẽ theo dõi ở đây. Rồi, xin mời các bạn. Làm sao để vẽ được cái M gì đó mà vuông góc với mặt alpha các bạn nhỉ? Vì MK vuông góc với mặt phẳng alpha SA lại thuộc mặt phẳng alpha, do vậy khoảng cách từ M đến mặt phẳng alpha nó sẽ bằng khoảng cách từ M đến SA bằng đoạn MK. Mấy bạn kia lắng nghe nha. Đây, rồi Phương ơi, em nói tiếp đi. Một thôi. Cái MK là nó đang vuông góc với delta theo cách dựng nè, được chưa? Sau này MK vuông với SA là do SA vuông với đáy. Vậy thì suy ra được là MK sẽ vuông góc với mặt phẳng mà chứa hai cái đường cắt nhau này. Nhớ nếu delta là đường này nha mấy đứa. Thì MK vuông với alpha. Mà MK vuông với alpha rồi thì suy ra MK là gì? Là khoảng cách. Được chưa? Ok. Ngon lành rồi ha. Rồi. Vậy thì tóm lại với mặt phẳng chứa đường cao thì chúng ta hạ duy nhất một đường là từ cái điểm đó vuông góc với giao tuyến của mặt phẳng đó với mặt phẳng này. Được chưa? Thì giờ anh xin mời các em sẽ cùng vận dụng để giải cái ví dụ như thế này. Rồi, ví dụ ở đây anh đã hiện ra rồi ha.
Rồi cho anh chót, đấy là hình vuông cạnh A, SA vuông với ABCD. Góc SBA là 45 ở đây nhỉ. Rồi, bây giờ anh yêu cầu các em tính khoảng cách từ C tới mặt phẳng SAD. Rồi, bây giờ bài này các em có 3 phút để làm. Xin mời các em. Rồi, các em làm xong rồi các em comment cho anh cái đáp án vào nha. Anh gợi ý cho các em nè. Giờ các em phải trả lời cho anh. Thứ nhất nha. Trả lời từng ý một rồi các em sẽ làm được bài thôi. Đường K của cái chóp này là cạnh nào? Thứ hai là mặt phẳng SAD nó có đang chứa cái đường K này không? Rồi. Vậy thì giờ bước số 3 là gì? Là làm như thế nào? Thì là khi em trả lời xong hai cái này là em làm được cái này thôi. Ha. Chúng ta giải quyết nha. Rồi. Bây giờ đầu tiên chúng ta thấy ngay cái câu là gì? Là cạnh SA đang vuông góc với đáy. Là mình quất được đường K là SA rồi, là cạnh thẳng đứng này nè mọi người. Rồi, vậy thì cái tam giác, xin lỗi, cái mặt phẳng SAD này là rõ ràng là nó đang chứa cái đường K luôn, chứ nó chứa cạnh SA đó mọi người. Như vậy là nó đang nằm ở cái mô hình đầu tiên mà chúng ta mới học luôn, là mặt phẳng chứa đường K. Vậy thì nguyên tắc làm là gì? Chúng ta chỉ cần hạ từ C một đường vuông góc xuống cái giao tuyến của cái mặt phẳng với cái mặt phẳng đáy, chính là đường AD. Vậy là chính là khoảng cách này chính là CD đó. Tính được CD, chúng ta xác định được CD rồi. Bây giờ tính như thế nào này? Thì chúng ta mới dùng cái, do cái này là hình vuông cạnh A cho nên là CD này là A. Như vậy là xong phim ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta ghi như sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nè. Bây giờ với những bạn nào mà thi tự luận ấy, thì các bạn phải chứng minh rõ là vì sao CD vuông SAD ha. Thì cách chứng minh là anh cũng đã nêu ở cái bài rồi, nêu ở cái phần trước rồi. Rồi, như vậy ở đây là ABCD là hình vuông cạnh A. Hình vuông cạnh A. Thì từ đây sẽ suy ra được CD là bằng A. Rồi, ok, như vậy nhớ cái luận. Vậy khoảng cách từ C tới mặt phẳng SAD chính là bằng A. Rồi, xong phim ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang ví dụ số 2. Là bây giờ, để đẩy cái hình này xuống chút xíu. Rồi, bây giờ căn 2. Bình tĩnh đã. Cái mô hình, lộ cái trường hợp mà mặt phẳng chứa đường cao này nè, chúng ta đặt tên là mô hình 1 đó các bạn. Mô hình 1 thì đây anh viết tắt nha. Mô hình 1 viết tắt là MH1, được chưa? Mấy bạn nghe kỹ câu hỏi nha. Anh hỏi là hai câu này nè, nó có đang nằm ở mô hình số 1 hay không? Mô hình số 1 là mô hình gì các bạn? Nhớ lại ban nãy không ạ? Mà sao rồi, bây giờ anh cho các bạn suy nghĩ lại đấy. Nhắc lại mô hình 1 là mặt phẳng chứa đường cao nha. Vậy thì nó có thuộc mô hình 1 không ạ? Rồi bây giờ anh sẽ đợi các bạn trả lời lại lần nữa. Linh vẫn không. Rồi bây giờ Linh Chi mới không nè. May quá. Bây giờ Nguyễn Văn Nam thì sao ạ? Có tự có thành không không? Hay là vẫn là có? Các bạn ơi, các bạn học, các bạn cứ vững lập trường của mình nha. Các bạn cứ nói gì mà những gì mình cho là đúng. Rồi sau đó mình sẽ cùng nhau mình tổng kết rồi mình sửa chữa với nhau. Không có gì phải ngại cả nha. À rồi, như vậy là bây giờ mình có hai phe. Bây giờ anh xử nè. Bây giờ anh sẽ xử án nha, là biết phe nào đúng phe nào sai nha. Rồi. Rồi. Ở đây các bạn, ban nãy anh vừa khẳng định xong. SA này là gì? Là chiều cao của cái khối chóp này. Vậy thì hỏi rằng mặt phẳng cái SCD với cái SBD này có đang chứa SA không? Không. Đúng không? Để cái nét này nó khuất ở phía sau này mấy đứa. Nha. Được chưa?
Cho nên là cái trường hợp này á, câu trả lời đúng phải là không. Câu trả lời đúng phải là không. Rồi, rồi mấy bạn nào ra đáp án hay là cứ bình tĩnh nha. Chờ, chờ mấy bạn mà chưa biết làm, còn biết làm chứ. Ha. Được chưa? Như vậy là ta thấy mặt phẳng này không phải là rơi vào mô hình số 1, là mặt phẳng chứa đường K. Vậy thì nó thuộc mô hình nào? Cái mô hình này á, là nó liên quan đến điểm A. Cái điểm A này nha mấy đứa, nó có một cái tên rất là đặc biệt. Nè, một cái tên nó rất là đặc biệt. Cái tên của nó mang tên là chân đường cao. Chân đường cao. Chân đường cao. Nè. Và mô hình hai này mang tên là khoảng cách từ chân đường cao tới mặt phẳng đối diện. Bây giờ chúng ta xem mô hình số 2. Đây. Là M là chân đường cao của khối chóp hoặc khối lăn trục. À. Rồi. Cái này mình đặt là mô hình 2 các bạn. Mô hình 2. Rồi vậy thì hãy nhìn đây. Mặt phẳng alpha ở đây được tượng trưng bằng mặt phẳng SAB. Điểm S sau điểm M là hình chiếu của S lên mặt phẳng đáy. Ha. Và mặt phẳng SAB này đang đang có chung giao tuyến với mặt đáy là mặt là gì? Là đường AB ha. Rồi, vậy thì cái mô hình này á, các bạn nhớ cho anh cái điểm mấu chốt này rất là quan trọng là M phải là hình chiếu của S lên mặt phẳng đáy. Nha. Tức là điểm cái điểm mà em cần tính khoảng cách này nè, nó phải là hình chiếu của một trong ba đỉnh A, S, B lên cái mặt phẳng trước cái cạnh còn lại. Nhưng mà bây giờ thì là mọi người có thể chỉ cần biết bây giờ trong cái bài giảng này á, các bạn chỉ cần biết là M này phải là hình chiếu của một đỉnh lên mặt phẳng đáy là được rồi. À. Rồi. Bây giờ cái chìa khóa để giải bài toán này đó là ta sẽ dựng hai đường vuông góc. Đầu tiên, bây giờ alpha giao đáy theo giao tuyến là AB gì? Ta dựng MI vuông với AB. Sau đó nối đỉnh S với đỉnh I. Và cuối cùng là dựng vuông lên là dựng MK vuông SI là xong phim. Đó. Vậy thì khi đó ta sẽ có được MK này chính là khoảng cách từ cái điểm M tới mặt phẳng SAB hay nói khác cách khác là mặt phẳng alpha. Rồi vậy thì giờ xin mời các bạn chơi nhanh nha. Bây giờ ta sẽ chứng minh cái MK này vuông với mặt phẳng alpha. Vậy thì giờ muốn chứng minh MK vuông với alpha thì mình sẽ chứng minh là MK vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt phẳng alpha. MK ở đây đã vuông sẵn SI rồi. Như vậy ta chứng minh MK vuông thêm một một đường nữa thì mình thấy rõ ràng là mình phải chứng minh nó vuông với đường AB. Tại vì mấy cái đường này thì mình thấy là nó không có khả thi. Với lại hơn nữa là mình phải thực hiện cái thao tác vẽ là ngay trên cái đường AB này nè. Như vậy là ta chứng minh MK vuông AB. Vậy ta phải chứng minh AB vuông với đường mà chứa MK thì cụ thể là mặt SMI. Vậy mà ở đây đúng là như vậy. AB vuông SM, AB vuông MI, end game. À, như vậy ở đây cách chứng minh thì rất là đơn giản như vậy thôi. Đó là chúng ta sẽ có này là AB vuông với SM. À các bạn ơi, các bạn có thấy anh giải như vậy các bạn theo theo bài kia không các bạn bình luận cho anh số 1 tiếp nha để anh biết chỗ nào còn nhanh và để anh sửa lại các bạn. Các bạn bình luận vào nhé để anh biết để anh còn sửa cho lần sau. Còn các bạn kia thì sao ạ? Chẳng hạn như nãy nãy là thấy Trần Đức Hiếu nè, không biết là giờ em vẫn theo kịp bài đúng không hay thế nào thì là em bình luận anh xem với. À, ok. Như vậy là mình có là khoảng cách từ M ha. Rồi. Như vậy là tóm lại
là khi m là chân đường cao và nó là hình chỉ có một đỉnh lên mặt phẳng đáy, thì mình chỉ cần dựng hai đường vuông góc xuống giao tuyến, nối lên vuông góc, xong rồi dựng chéo lên ha. Ok chưa nào? Rồi. Vậy thì trong một số trường hợp là cái MI này là nó sẽ, bạn nào định nói gì vậy ạ? Bạn alo, bạn nào định nói gì vậy? À không phải không? Rồi. Trong một số trường hợp ấy, là cái điểm Y của các em này, đôi khi nó sẽ trùng với điểm A hoặc trùng với điểm B. Vậy thì mình chỉ, vậy thì khi mà Y mà trùng với A thì cái điểm M này là gì? Khi mà Y mà nó dịch về A này thì cái K này nó sẽ dựng ở trên này. Ha, tức là K này nằm trên đoạn SA luôn, được chưa? Vậy thì bây giờ với cái mô hình số 2 này xin mời các bạn hãy làm này. Nên sao các bạn hãy nào, bây giờ anh sẽ giải cái con 2A trước nha các bạn. Rồi, bây giờ mình nhận diện dạng nè. Đầu tiên, mặt phẳng SCD có chứa đường cao không? Không. A này có phải chân đường cao không? Có, và cụ thể là hình chiếu của F luôn. Như vậy bài này chỉ cần kẻ kẻ hai đường vuông góc là xong. Bước 1, hạ từ A vuông xuống giao tuyến của SCD và đáy là gì? CD. Như vậy là hạ xuống đây là trùng với điểm D ở đây luôn. Rồi, bước 2 là ta nối SD là ta nối sẵn cho mình rồi. Bước thứ ba là ta dựng vuông lên là xong. Đây là K. Như vậy ta dựng xong AK là khoảng cách rồi. Bây giờ câu chuyện tính AK như thế nào? Thì ở đây lưu ý các em cách tính AK. Tính AK mình sẽ gắn vào tam giác vuông S AD, S AD. Được chưa? Là mình sẽ sử dụng 1 trên SA bình cộng 1 trên AK bình bằng 1 trên AS bình cộng 1 trên AD bình. Thì cạnh này là A mà, vậy thì cạnh này là A, vậy thì cái góc SA này là bao nhiêu? Là A luôn, tại vì góc này 45 độ. Như vậy AA thì đoạn này thì các bạn có thể tính nhanh được là A căn 2 trên 2. Thì là thấy là nãy giờ có Đăng Phương comment đúng nè, Khánh Linh Đào Tống cũng đúng nè. Ok, rồi chúng ta sửa rồi. Rồi bây giờ anh sẽ sửa mẫu cho anh ta câu A nha. Rồi câu A này là ở đây mình chưa cần, tại vì mình đã có cái AD là sẵn rồi, thì thôi thì ở đây anh viết lại cho nó có hình thức thôi nha, để cho các bạn thấy là cách trình bày là một chứng nghiệm. Nhưng thực ra là cái này thì mình có thể bỏ qua. AK vuông SD thì bạn sẽ chứng minh được là AK chính là khoảng cách từ A cái mặt phẳng SCD. Rồi ok chưa? Chiu rồi. Bây giờ ở đây là từ góc góc B này bằng 45 thì suy ra được là SA là bằng với AB là bằng A nhỏ. Rồi khi nè, lưu ý thêm chút xíu cho mấy bạn trình bày tự luận nè. Khi các bạn trình bày tự luận á thì các bạn mỗi ý á, các bạn để dành một cái chấm ở trước như này để người ta biết là mình đang nói tới mục nào ha. Rồi bây giờ mới áp trong cái tam giác vuông, trong tam giác SAD vuông vuông tại A. Rồi áp vào thôi, 1/AK bình. Cái này là hệ thức lượng trong tam giác vuông học từ lớp 9 đó nha các bạn. Rồi cái này là bằng 1/A bình cộng 1/A bình là bằng 2 trên A bình. Rồi vậy từ đó tính được ngay là gì? AK là bằng A căn 2 trên 2 hoặc là A trên căn 2 như bạn nào đó vừa nói đó. À, đúng rồi. Vậy vậy ta kết luận khoảng cách này. Ở đây do bảng gần hết rồi nên là anh không có ghi được cái kết luận ở đây. Rồi bây giờ câu A này coi như là làm mẫu. Bây giờ anh sẽ chờ các bạn 3 phút để các bạn làm cái câu B nha. Bây giờ các bạn làm ra và các bạn bình luận cho anh phần đáp số. Các bạn đừng có quan trọng cái chuyện trình bày nha. Rồi ok bắt đầu nè. Rồi ok, như vậy là A căn 3 trên 3 là một đáp số cũng ra rất là nhiều á, đúng không ạ? Rồi vậy thì còn còn các bạn khác thì sao?
Rồi thôi sửa nhanh nha các bạn, sửa nhanh nha. Rồi. Vậy thì giờ là tính khoảng cách từ chân đường ra tới mặt đối diện nè. Bước 1 làm gì? Bước 1 là hạ A gì đó vuông góc xuống BD. Nào, bây giờ A nào mà vuông góc với BD các em nhỉ? Vì đây là hình vuông mà, cho nên là AC là vuông với BD luôn. Và nó chém ngay tại cái trung điểm này là trung điểm O. Ha. Rồi, bước thứ hai là ta nối S với O. Bước thứ ba là mình dựng vuông lên là xong. Đó, rồi, như vậy là mình có khoảng cách này anh đặt là T nha các bạn. Rồi, như vậy muốn tính cái T này, muốn tính cái đoạn AT này thì anh sẽ gắn vào tam giác SAO. SAO. SA có chưa? SA có rồi. Bây giờ tính AO thôi là xong. AO này là nửa đường chéo hình vuông cạnh A, cho nên là nó bằng bao nhiêu? Bao nhiêu vậy mọi người? Bình luận vào nào. Các bạn ơi, AO là tính bằng bao nhiêu vậy các bạn? A căn 2 phần 2. À, đúng rồi. Ok, cảm ơn các bạn. A căn 2 phần 2. Như vậy là xong rồi. Ok. Ráp vào là xong phim ha. Rồi, câu B này. Ở đây viết ngắn gọn là gọi O là giao điểm ha. Không biết là cái phần mà trình bày tự luận là các bạn đã biết cách trình bày chưa? Đó, nên thế thì trong cái tiết này á, là thực ra là sẽ có vừa bạn học tự luận có vừa bạn học trắc nghiệm. Đúng không? Tự luận là để thi riêng của các trường thôi. Đúng không? Nhưng mà chắc là qua cái phần mà anh nên nốt này cho các bạn thì chỉ nhắc các bạn đã làm được rồi ha. Thì là anh tin là như vậy. Nếu mà các bạn còn chưa biết cách trình bày tự luận cách khoa học thì các bạn có thể nhắn tin cho anh. Nè, sau buổi học này. Rồi ok. Rồi ráp số nhanh này, hàng 1 phần A bình. Thằng này là 1 phần A căn 2 trên 2 căn bình. Giờ anh cứ thế số từ từ nha, cho các bạn là chưa theo kịp, theo được. Rồi. Và thằng này là bằng 1 phần A bình phương. Rồi cộng bao nhiêu? 4 bao nhiêu nhỉ? 2 phần A bình phương. Rồi ok. Cái này là quá chuẩn luôn rồi. Vậy là bằng bao nhiêu? Vậy AT là bằng bao nhiêu các bạn? A căn 3 trên 3, xong phim. Rồi, như vậy là khoảng cách là A căn 3 trên 3. Các bạn tự kết luận nha. Ở đây là bảng sắp hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã bình luận ra đáp số là A chi căn 3 hay A căn 3 trên 3 thì cũng vậy. Là chính xác rồi ha. Ok. Rồi, vậy thì giờ chúng ta hãy nhìn lại cái ví dụ số 1, ví dụ số 2 nha. Để mình có thể rút ra được cái kinh nghiệm này. Bây giờ em lâu rồi chưa học nên hơi nhầm xin lỗi. Rồi bây giờ mấy bạn cùng nhau bình luận vô cho anh nè. Bây giờ anh muốn tính cái AT này nè. Thì anh đã gắn vào tam giác vuông nào vậy mọi người? Mọi người bình luận vô cho anh xem nha. Bạn nãy mới nói xong là giờ muốn nhắc lại nha. Muốn tính AT thì các bạn đã gắn vào cái tam giác vuông nào? Quá chuẩn luôn. SAO. SA là cái gì của cái khối chấp này? Bình luận nha. Là hình đường cao. Quá chuẩn luôn rồi. Quá hay. Vỗ tay. Đấy, đúng rồi. Đường cao. Rồi. Bây giờ cái đoạn AO là cái gì từ A tới đoạn BD? Các bạn bình luận cho em. Thôi bây giờ nói riêng này, giờ mấy đứa đường thẳng D đi. Mấy đứa có từ A này, mấy đứa hạ AH vuông góc với D. Vậy thì cái độ dài của đoạn AH này nè là cái gì từ A tới đường thẳng D? Đó. Chuẩn luôn rồi. Đó là khoảng cách từ điểm A tới đường thẳng BD mới chính xác. Đúng rồi. Bây giờ. Đó. Ok chưa? Và rõ ràng các em thấy là bây giờ các em hãy comment số 3 nếu em thấy rằng đoạn A, cái độ dài của đoạn AT này mà nó có liên hệ với độ dài đoạn SA và độ dài đoạn AO. Rồi, xin mời các bạn. Hãy comment số 3 nếu như các bạn thấy AT này
là nó có mối liên hệ với đoạn SA và đoạn AO. Rồi, đúng rồi đấy. Là nó có liên quan đấy ạ. Và ở đây nè, là nó liên quan tới cái hệ thức một, và ở đây á, rõ ràng các em thấy là cái AT này nó liên quan tới hệ thức là gì các bạn? 1 trên AT bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AO bình, đúng không? Vậy thì bằng biến đổi toán học, em suy ra được công thức như sau. AT bằng SA nhân AO chia căn bậc 2 của SA bình cộng AO bình. Các bạn có hiểu cái biến đổi này không ạ? Rồi, để xem các bạn bình luận đến đâu rồi. Vậy là mọi người đều hiểu không ạ? Ok. Rồi. Như vậy là từ đó tóm lại là gì? Khi mà mình như vậy là qua hai ví dụ này nè, ta rút ra được một công thức tính nhanh này luôn. Nha. Là khi các bạn muốn tính khoảng cách từ một điểm mà tới cái mặt phẳng được khoảng cách từ chân đường vuông góc hay là chân đường cao từ đến mặt phẳng đối diện thì mình sẽ thì nó sẽ lệ thuộc vào hai thông số. Thông số thứ nhất đó là cái đường cao này và khoảng cách từ cái chân đường góc tới cái giao tuyến của cái mặt phẳng đối diện với mặt phẳng đáy, và nó sẽ được tính theo công thức này, tức là sẽ bằng gì các bạn? Đường cao nhân với khoảng cách rồi chia cho căn của đường cao bình cộng khoảng cách bình. Bây giờ từ nay là bây giờ khi các bạn có công thức này, khi các bạn đã có công thức này rồi nè, thì các bạn sẽ không cần phải dựng ra cái đường AT này này nữa, mà mình nhớ cái này luôn là xong, được chưa? Đó. Và khi mà có cái này rồi thì các em bấm máy tính rất là nhanh. Bây giờ các em xem anh Thị Phạm nè, bây giờ nha, rồi let's go. Giờ tính khoảng cách từ A tới SBD với gì? Rồi thứ nhất tôi có gì áp vô, rồi đầu tiên nha, nào giờ giờ các em xem nè, SA là bằng mấy? Bằng A. Khoảng cách từ A tới đường BD là gì? Cái tôi nhận ra đây là hình vuông. Vậy khoảng cách là AO. AO bằng gì? Bằng A căn 2. Ha. Rồi, giờ nếu mà người ta cho hỏi trắc nghiệm á, thì em chuẩn hóa cho anh A bằng 1 luôn. Rồi, và giờ chúng ta chỉ cần bấm máy một phát như xong. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi chút xíu nha. Rồi nha. Rồi. Khoan để anh exit cái full screen này cho bạn dễ dùng. Rồi. Mọi người thấy anh xe lại chưa? Alo. Rồi ạ. Ok. Rồi. Để chút để anh load lại rồi. Nói tiếp nha. Rồi, như vậy là nè, như vậy nhắc lại, SA là A có rồi. Khoảng cách từ A tới BD là A căn 2 chia 2 chia 2, nhớ chia 2 xíu sau đây nha. Rồi. Xong rồi giờ bấm nè. Bấm anh chị bấm luôn nha. Đợi chút. Rồi. Bây giờ khi mà chuẩn hóa A bằng 1 á, thực ra làm trắc nghiệm thì là cho A bằng 1 đi. Rồi, bây giờ các em nhấn nè. SA là mấy? SA độ dày bằng mấy các bạn ạ? À? Bằng 1 nhân AO là gì? Căn 2 trên 2. Ở đây anh bấm rất từ từ. Chia căn của 1 bình cộng như các bạn căn 2 trên 2 bình. Đó. Rồi. Còn căn 3 trên 3. Quá hay luôn. Ra rất là nhanh rồi à. Đó. Như vậy là chúng ta chỉ cần biết biết cái thủ thuật này thôi là chúng ta làm bài tập trắc nghiệm cực nhanh. Được chưa? Như vậy là qua cái câu 1 với câu 2 này thì mình chốt được cái như vậy là mình đã chốt được cái công thức tính nhanh đó nha. Rồi. Vậy thì giờ qua những bài sau á thì anh sẽ không phải dừng cái khoảng cách đó ra nữa. Và các bạn tự hiểu ha. Và các bạn sẽ tự hiểu rằng là anh đang tính cái khoảng cách theo cái kiểu này. Vậy thì giờ nếu mà các bạn thấy mà nếu mà nhất trí là những bài sau anh làm theo cách đó thì các bạn hãy comment cho anh số 5 nha. Nếu mà các bạn thấy chưa thì bạn comment cho anh số 6 nha. Anh sẽ theo số đông của các bạn. Ủa, bạn Nam giơ tay. Sao vậy em? Anh dặn là chú mình bấm máy tính nó đi.
Bấm máy tính hả? Dạ, giảng lại nhé. Rồi, giảng lại nha. Như vậy, bây giờ ủa như này, à Nam. Bây giờ Nam xem lại nè. Bây giờ Nam muốn tính cái khoảng cách từ A tới mặt bằng FBD với gì? Thì nó sẽ phụ thuộc, thì khoảng cách như anh vừa nói xong là phụ thuộc vào hai thông số. Thông số thứ nhất là chiều cao, là SA là bằng 1 chưa em? Ổn chưa? Rồi, tiếp tục là khoảng cách từ A tới mặt phẳng. Khoảng cách từ A tới BD là cái giao tuyến của FBD với đáy đó. Khoảng cách này ra nhiêu em? Khoảng cách từ A tới BD ra nhiêu? A thì BD là 120, 123 Căn 2 trên 2 nè em. Khoảng cách từ A tới BD là cái độ dài đường AO này nè em. đó. Hai. Ok chưa? Chắc nha. Dạ. Rồi, bây giờ nè, giờ mình chỉ cần lôi lôi máy tính ra bấm nè. Bây giờ công thức này anh mới viết xong. SA là bằng mấy? Bằng 1. Có trên này rồi. Ha. Rồi. AO bằng mấy? Căn 2 trên 2. Có chưa? Rồi. Thế xuống tức nhân nè. Nhân lại với nhau nè. Sau rồi căn của tổng bình phương. Xong chưa? Bấm bằng chọn xong phim. Ok không ạ? Dạ, hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ. Ừ. Mấy bạn kia hiểu chưa vậy? Mọi người có cần anh phải giảng lại cái đoạn bấm máy tính không? Bạn nào cần thì là cứ cứ bình luận vô phần chat nha. Anh sẵn sàng coi cái và các bạn. Dạ, không biết là mọi người đã hiểu chưa? Chắc là được rồi phải không ạ? Rồi bây giờ nha. Bây giờ nếu mà các bạn thấy mà anh làm theo kiểu này ok thì anh sẽ thì các bạn comment cho anh số 5, còn nếu chưa được thì là comment cho anh số 6 nha. Giờ anh sẽ coi cái nào đông hơn thì anh sẽ theo cái bên phe đó ha. Anh khuyến khích tất cả mọi người bình luận luôn nha, để anh biết và để anh có thể thực hiện cách nào làm ngon lành nhất nha. Rồi, năm có vẻ nhiều. Ok, vậy làm như vậy thì là cứ vậy mà chỉ nha mấy đứa. Rồi, ok. Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào cái ví dụ số 3, ví dụ số 4 nha. Bây giờ em nhìn cho anh nè. Bây giờ các bạn hãy trả bây giờ các bạn bình luận cho anh. Rồi, thôi. Một phút kết thúc rồi. Mà nãy giờ chưa thấy bạn nào comment. Thì bây giờ nói nhanh luôn. Bây giờ em quan sát cho anh. Giờ câu này tính khoảng cách từ K tới SCD. Thì giờ câu hỏi đầu tiên. SCD này nó có chứa đường cao không? Không. K có phải chân đường vuông góc không? Có chân đường cao không? Không. Như vậy là cái trường hợp mà điểm không phải chân đường cao thì ta gọi nó là mô hình thứ ba. Mà anh sắp giới thiệu ở đây là đổi điểm. À, mô hình số 3 này được gọi là mô hình đổi điểm nha. Cảm Linh đó nha. Ở đó không, bởi vì em thấy không. Rồi, bây giờ nói cho vui thôi. Rồi bây giờ nè. M không là chân đường cao thì em đổi điểm nè. Thì đổi điểm thì có hai trường hợp đổi điểm chính. Đó là đổi điểm song song và đổi điểm vuông góc, đổi điểm khác nhau. Giờ nếu mà đổi điểm song song như thế này, tức là em phát hiện được MH là song song với mặt thẳng alpha. Điều này em phải phát hiện được khi em chứng minh được MH song song với một đường chứa trong alpha. Được chưa? Cái này dấu hiệu đường thẳng vuông song song mặt thẳng. Thì khi mà song song rồi thì em đổi điểm cho nó bằng luôn cho anh. Thì bằng luôn nha. Rồi, khoảng cách từ M cho mặt thẳng alpha thì bằng luôn khoảng cách từ H. Mà tính đến khoảng cách từ H rồi á thì em đã có ở mô hình số 1 rồi, được chưa? Rồi, còn nếu mà cắt thì sao? Bây giờ cách này bây giờ anh muốn các em tự xây dựng công thức cho mình. Bây giờ các em hãy xét trong tam giác vuông IHT có MK song song HT. Em hãy viết cho anh hệ quả, tức là cái mà mọi người bình luận đúng rồi đó. Thôi giờ chốt luôn nha. Đúng rồi đó. Là MK mà chia cho HT
thì bằng y m chia h. Bây giờ anh chỉ cần đến đây thôi. Thì em thấy cái mk này là gì? Là khoảng cách từ m tới mặt phẳng alpha. HT là khoảng cách từ h tới mặt phẳng alpha. Vì vậy cho nên nhờ vào đây nè, nhờ vào cái đẳng thức mà nãy bạn Hiếu với bạn Linh vừa biết á, thì mình có thể rút ra được cách viết, cách nhớ nhanh như sau. Nhớ nè, giờ em muốn bắt khoảng cách từ m, em muốn bắt tới khoảng cách từ h. Hơi đậu. Muốn bắt tới khoảng cách từ h thì bây giờ mh chắc mặt bằng alpha từ đâu? Từ y, điểm y viết lại hai lần ha, điểm y viết lại cho anh hai lần nha. Rồi, điểm nào nằm trước viết trước, điểm nào nằm sau viết sau. Điểm m nằm trước viết trước, điểm h nằm sau viết sau. Chắc lại, muốn bắt khoảng cách từ m qua khoảng cách từ h thì mình thứ nhất là giao điểm viết lại hai lần, được chưa? Giao điểm, điểm nào có trước viết trước, chồng lên trước, điểm nào có sau viết xuống sau, vậy thôi à. Ok chưa? Được chưa? Đúng à? Còn nếu mà em thấy chưa có hiểu là vì sao nó ra như vậy, tức là em không tài em nhớ được á, thì em vẽ cái hình, vẽ cái mô hình phụ này ra cho anh, rồi em lập cái tỷ số này, xong rồi em thế vô thôi cũng được nữa ha. Đó, ok chưa? Và cái việc mà các em tính cái im trên cái ih này nè là nó phụ thuộc vào cái gì? Tức là nó sẽ liên quan tới kỹ năng xử lý hình phẳng cơ bản của em. Kỹ năng xử lý hình phẳng cơ bản ở đây anh nói là những cái yếu tố như cái chuyện tính cạnh, tính góc, định lý sin cos trong tam giác là em phải nhớ ha. À, thậm chí là định lý Thales cũng vậy. Đó. Không biết giờ bạn Nguyễn Văn Nam khi mà anh nhắc cái này thì bạn đã nhớ là định lý Thales chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Đó. Nhớ lại nha em. Rồi. Bây giờ với cái cách làm đó, bây giờ anh xin mời các em hãy comment cho anh nhanh cái đáp án của câu 3 và câu 4 nè. Khẩn trương. Bắt đầu. Rồi, bây giờ anh chờ các bạn nha. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ các em comment thôi, tình thôi xót xa. Ủa, A căn 2 chia 4 là cái gì vậy? Đào Tống Khánh Linh. A căn 2 chia 4 là câu nào vậy em? Câu 3 ấy ạ. Ủa, câu 3 hả? A căn 2 chia 4. Rồi, ghi nhận một đáp án nha. Ở đây nhớ là mới ghi nhận nha, chứ chưa biết là đúng hay sai. Mời các bạn cứ tiếp tục comment. À. Bây giờ anh sẽ chờ các bạn thêm 5 phút nữa. Tuấn Khang căn 2 chia 2 là câu nào vậy Tuấn Khang? Tuấn Khang đang nói câu nào vậy em? À câu 3 ra căn 2 chia 2. Rồi. Rồi. Bây giờ thôi, bây giờ anh sửa câu 3 trước nha. Sửa câu 3 trước. Được. Thanh niên ra căn 2 chia 4. Căn ra căn 2 chia A rồi, có các bạn Quỳnh mới xuất hiện lại là 1 chia căn 2. Rồi, vậy thì giờ phe nào đúng? Xem nào. Rồi, bây giờ là giờ muốn tính khoảng cách từ K tới mặt phẳng SCD thì đầu tiên mình phải tính khoảng cách từ A. Và khoảng cách từ A ban nãy có chưa? Coi lại. Đây. Nó ra là A căn 2 chia 2 rồi. Được chưa? Như vậy là đầu tiên là mình có khoảng cách từ A rồi, được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng chỉ có khoảng cách từ K thì mình nối A với K. Nhớ là đổi điểm là phải nối lại. Đổi điểm là cứ nối lại cho anh.
Vậy thì à, các bạn hãy trả lời xem là KA này song song hay cách mặt bằng SCD các bạn. Comment nha. Nhanh chóng lên nào. Đợi các bạn 1 phút nha. À, song song đúng rồi. Song song mà, tại vì KA này em phát hiện song song với đường CD chưa? Vì thì KA sẽ song song mặt SCD. Rồi. Như vậy là khoảng cách là phải đổi bằng chứ. Phải đổi bằng nha Khánh Linh ơi. Phải bằng nha em. Nhớ là KA này là trường hợp đổi điểm song song cho nên phải bằng nha, nha Khánh Linh. Ủa mà sao Khánh Linh ra căn 2 chia 4 vậy? Em tưởng là cái AK kia. Hả? Nó bằng gì? D của K đến SCD nó bằng một nửa nó bằng một nửa của cái D từ A đến SCD ạ. Úi giời ơi. Úi giời ơi, khóc một dòng sông. Bây giờ hiểu bài chưa? Vâng. Ok, nhớ là đổi điểm không phải cẩn thận nha mấy đứa, nếu không là sai như bạn Linh là cũng tiếc lắm á. Con nó bạn Linh anh thấy là bạn nắm và bạn nắm vấn đề rất là tốt. Nhưng mà chắc là bạn hơi vội nên là chắc là bạn làm sai. Không sao ha. Không sao, rút rút kinh nghiệm thôi, sai thì sửa. Rồi ở đây giải thích thêm nhanh thôi, KA song song với SCD. Chuẩn chưa? Rồi. Rồi bây giờ mời các bạn comment cho anh câu 4. 2 phút bắt đầu. Các bạn hãy bây giờ các bạn bây giờ câu 4 á, đừng quan trọng trình bày, comment cho anh đáp số là xong. Bắt đầu nhé. Anh chờ. Rồi thôi, cho bạn 5 phút. 5 phút. Rồi bây giờ anh sẽ tung ra một cái gợi ý cho các bạn chưa làm được nè. Nè, bây giờ muốn tính khoảng cách, bây giờ đầu tiên trả lời cho anh câu hỏi thứ nhất là giờ muốn tính khoảng cách từ G tới mặt bằng SBC là phải tính khoảng cách từ điểm gì tới tới gì? Tới mặt bằng SBC. Đúng theo lý thuyết của mô hình mấy? Mô hình số 3. Và phải tính tính theo khoảng cách của cái gì? Rồi, tiếp tục là đổi như thế nào, đổi song song hay đổi cách nhau, và nếu đổi cách thì tính tỷ số, tính tỷ số gì và tính như thế nào. Tuấn Khang ra căn 2/6. À, vậy thì Tuấn Khang ơi, Tuấn Khang em có tiện bật micro không ạ? Hay là em chỉ chat được thôi? Sao à, dạ, em đọc được. À ok, bây giờ em có thể giải thích cho anh là vì sao em tính ra cái đáp số là căn 2/6 không ạ? Dạ. Và em đã làm gì để em tính được cái căn 2/6, tức là a căn 2/6 á không? Dạ, đầu em tiên có thể là trình bày cho các bạn hiểu hiểu luôn được không? Trong mặt phẳng, đầu tiên là nên nhìn trong mặt phẳng SAB thì ta nối được AG cách với lại đường thẳng SB. Tại điểm nào? Tại điểm H. Tự đặt tên đi. Em tự đặt tên đi cho lẹ. Rồi, H. Rồi sao nữa? Do là AG H là cùng cách với lại SB nên nó nên là AG nó sẽ cách mặt phẳng SBC tại H, nên là mình đưa về trường hợp đổi điểm mà khác nhau với mặt phẳng. Thì rồi, mình sẽ có tỷ số là GH trên GA sẽ bằng phần 3. GH chia GA bằng 1/3. Rồi sao nữa? Làm sao à, mà để bằng 2, bằng 2/3 chứ anh. À, dạ bằng 1/3 đúng rồi. Rồi. Rồi sau đó mình từ A mình tính khoảng cách đến SBC, sau đó mình nhân với 1/3 là ra. Bây giờ em tính cái khoảng cách từ A này làm sao? Dạ, từ A kẻ một đường vuông góc với lại BC là đường AB. Rồi. Sao rồi từ A, từ B kéo lên đỉnh, sau đó kẻ một đường vuông góc với lại SB. Là nó vô tình nó trùng ngay cái H này luôn phải không Tuấn Khang? Dạ.
Ừ. Dạ. Và tính được cái AH này bằng A căn 2 chia 2 đúng không? Dạ. Rồi, ok, đúng rồi đó. Bạn Tuấn Khang nói mọi người có hiểu bài không ạ? Mọi người bình luận cho anh chữ được nha. Nếu mà mọi người hiểu, nếu mà mọi người hiểu Tuấn Khang vừa nói, mọi người hiểu bài thì mọi người comment cho anh chữ được đi. Nếu mà các bạn thấy chưa được chỗ nào thì các bạn giơ tay lên. Slide. Thì các bạn bình luận cho anh là cho em hỏi là bạn Tuấn Khang nói chưa hiểu chỗ nào. Đức Hiếu dạ không nè. Hiếu chưa hiểu chỗ nào vậy em? Hiếu có thể nói nếu nếu tiện thì mic thì bật mic lên, hoặc không thì em chat vô danh là em đang chưa hiểu chỗ nào. À, chỗ chỗ biến đổi điểm hả? Rồi bây giờ bạn Hiếu nghe nè, giờ anh sẽ nói chậm lại nha. Bây giờ đầu tiên là muốn tính khoảng cách từ G là phải đi tính khoảng cách từ A. Thì giờ tính khoảng cách từ A mà khoảng SBC thì cái này là nó rơi vào mô hình quen thuộc chưa Hiếu? Cái này thậm chí anh còn cho công thức luôn rồi, đúng không? Bây giờ anh áp nhanh nha. Rồi từ A mà khoảng SBC nè, nó phụ thuộc vào hai thông số. Thông số nhất là chiều cao, là SA là có chưa? Là có rồi. Thứ hai là khoảng cách từ A tới BC có chưa? Có luôn rồi, cái này là A. Như vậy là giờ chỉ cần áp dụng nhanh thôi. Rồi, đó là bằng gì Hiếu? À, SA nhân AB tích chia cho tổng bình phương. Nên chia cho căn căn của tổng bình phương. Nhớ lấy căn nha. Các bạn ơi, các bạn đừng quên căn nha các bạn. Quên căn là chết á. Thì này tính nhanh ra được là A căn 2 trên 2. Ổn chưa Hiếu? À, rồi. Vậy là xong khoảng cách từ A nè. Bây giờ muốn đổi thì giờ phải nối G với A. Thì G với A thì rõ ràng GA này là phải cắt mặt phẳng SBC. Cái này là tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Là giờ muốn thì giờ mình phải cho AG này cắt một đường trong SBC. Thì mình thấy là rõ ràng cắt được SB này tại H. Như vậy thì mình sẽ có là gì? Như vậy là viết nốt cái này nha. Rồi như vậy từ đây này suy ra khoảng cách từ G này. Ở đây anh viết tắt là DG nha các bạn. DG là DG tới SBC cho gọn nha. Thật ra khi mà các bạn hiểu rồi thì bạn chỉ cần viết ngắn gọn vậy thôi, các bạn không cần phải viết cho mặt bạn này ra làm gì. Rồi, giao điểm viết lại mấy lần? Hai lần. G nằm trên được viết trước, A nằm sau viết sau, HG chia HA. Mà HG chia HA là bao nhiêu? Cái này là tỷ lệ trọng tâm rồi, phải không bạn Hiếu? Là 1/3. Nhưng khoảng cách từ A là A căn 2 chia 2. Ok, chuẩn rồi, nó là bằng A căn 2 chia 6. Rồi. Mọi người theo bài kịp không ạ? Mọi người theo kịp thì tìm. Rồi, ok. Bạn Hiếu phản hồi rất là tích cực. Cảm ơn bạn. Mọi người đã hiểu kịp bài chưa? Mọi người thấy hiểu kịp bài rồi thì comment cho số 7 nha. Khuyến khích mọi người comment hết để anh biết. Còn nếu em chưa hiểu cho nào thì em bình luận cho anh. Là em chưa hiểu cho nào thì em nói ra. Ok. Rồi, thì em cứ bình luận. Rồi anh sẽ giải đáp cái phần đó cho em. Hello, my friend, where are sao nãy giờ mới có hai bạn comment số 7 vậy ta? Không biết mấy bạn kia còn chưa hiểu cái gì thì các bạn có thể bình luận vào được không? Ví dụ như nãy là anh thấy có bạn Minitron nè, là em vẫn đang tính. Không biết giờ em đã hiểu bài chưa vậy Minitron? Em bình luận cho anh xem nha. Bảy, bây giờ còn còn ba bạn nè. Không biết mấy bạn kia là sao, mấy bạn mà chưa hiểu chỗ nào ạ? À? Không biết là Jana nãy giờ anh chưa thấy bình luận. Thì không biết Jana còn vấn đề gì, còn khúc mắc không em? Jana không biết Jana còn gì, còn khúc mắc không nhỉ? À,
Tức là em nãy giờ anh giải em hiểu bài không ra nè. Nào này. Ok, đó. Rồi. Mọi người hiểu bài, mọi người hiểu tới đâu chắc tới đó nha các bạn, đừng có giấu dốt. Các bạn lưu ý nè, cái cách học mà các bạn giấu dốt ấy, đó là cách mà kiểu như là dễ làm các bạn bị thụt lùi trong học tập lắm á. Các bạn không hiểu thì các bạn cứ mạnh dạn hỏi, đặc biệt là anh nữa, anh rất là thoải mái. Tại vì anh ngày xưa cũng đi học như các bạn, cũng có những cái thắc mắc mà nhiều khi thầy cô chưa trả lời, kiểu như là anh người ta cũng chưa trả lời được cho mình và mình mong muốn mình hỏi cho đến nơi luôn các bạn. Cho nên là anh hiểu tâm lý của các bạn nên các bạn cứ thoải mái nha. Ok, vậy các bạn hiểu bài rồi thì là anh cảm thấy rất là vui nha. Rồi bây giờ cái câu 5 này nè, là cái câu này là câu hỏi trí tuệ đấy nha, trí tuệ đó ha. Thì câu này thì là xem như là một cái câu hỏi mà anh bỏ ngỏ cho các em. Và anh mong là chúng ta sẽ thử làm cái bài tập này nha. Và có thể là nếu mà anh tức là nè, tức là bây giờ anh sẽ gửi vô nhóm mình luôn nhé. Rồi gửi vào nhóm mình luôn nha. Rồi coi như cái này là một cái câu hỏi bỏ ngỏ cho các bạn. Và nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho anh nè, được chưa? Hoặc là bạn nhắn tin qua qua cái trang Facebook của anh thì giống như anh sẽ cho trang Facebook của anh ha. Rồi coi như câu 5 này là một câu bỏ ngỏ này. Và như vậy đây mình tổng kết nha quý vị. Quý vị ơi, quý vị, rồi bây giờ giờ em tổng kết cho quý vị nghe nha. Bây giờ như này nè, như vậy là gì, như vậy tổng kết lại mô hình tính như vậy tổng kết nha, với kiến thức lớp 1 quý vị có thì mình sẽ có 3 mô hình như thế này. Mô hình thứ nhất là mặt phẳng chứa đường cao, alpha chứa đường cao, được chưa nào, chứa đường cao, ok chưa? Rồi cái này là gì, kẻ nhé, ghi kẻ một đường thôi, được chưa? Rồi còn điểm điểm là chân, chân thì kẻ mấy đường quý vị ơi, quý vị comment cho em nghe với. M là chân đường vuông góc thì là vẽ mấy đường? Quý vị ơi, quý vị rep em được không? Rồi, ok đúng rồi, hai đường là kẻ hai đường vuông góc chứ gì nữa đúng không? Vừa dạy ông lý thuyết xong đúng không? Rồi còn trường hợp mà m cũng không phải là chân, cũng không phải chân vuông góc, là chân đường cao đấy à? Hay là alpha là không phải mặt phẳng, tức là m không phải là chân thôi nha. Rồi vậy thì ở đây đổi về là gì? Đổi về là đổi đổi điểm đúng không quý vị? Rồi thì đổi điểm thì quý vị có thể là đổi điểm cách hoặc đổi điểm song 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 đó. Và ở đây nhắc thêm một xíu cho quý vị là lưu ý nè, là cái trường hợp đổi điểm cách đổi điểm song song này á, thì khi đổi về cái điểm, thế thì khi đổi về chân vuông góc á, thì nó sẽ rơi vào trường hoặc là mô hình 1 hoặc là mô hình 2 nha, chứ không phải cứ nhất thiết phải là mô hình 2 mới được nha quý vị. Quý vị nhớ giùm em cái đó nha, chốt đơn, ok. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái phần lý thuyết rồi không ạ? Như vậy là lý thuyết của mình là chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số các cái bài tập nè. Rồi rồi bây giờ mời các bạn làm cho anh bài tập số 1. Bây giờ anh rồi trong vòng 3 phút các bạn hãy comment cho đáp án nha. Rồi mình sửa bài. 1, 2, 3, get, go. Rồi, thôi chắc sửa luôn nha mọi người, sửa luôn nha. Rồi. Đáp án là bò. Bạn ra đáp án C. Rồi, bây giờ coi bò hay C nha mọi người. Rồi, bắt đầu nha. Rồi, bây giờ người ta trong cái hình chóp như này. Bây giờ M là trung điểm của CD. Đây. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng SAB. SAB đâu ạ? SAB đây. Rồi, SAB này là mặt phẳng có chứa chiều cao không các bạn? Có đúng không? Như vậy là từ đó chúng ta hạ, như vậy là theo cái này là mô hình số mấy các bạn? Mô hình số. Số mấy các bạn? Số số 1. Chỉ cần hạ một phát là xong. Hạ M gì đó mà vuông góc với lại
AB thì vô tình là nó là cái đoạn này luôn. Như vậy ở đây cái khoảng cách này nó chính là MK. Bây giờ ta quan trọng tính MK, mà MK này là gì? Là rõ ràng là bằng A luôn, như vậy đáp án còn chọn là B chứ. Chứ mọi người. Vậy đáp án còn chọn là B ha, rất là dễ dàng như vậy thôi. Thế thôi. Rất là dễ ha. Rồi, chúc mừng bạn Hiếu đúng nè, Quỳnh đúng. Đào Tống Khánh Linh đã sửa lại nên là không tính. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta nên nốt cho anh cái bài tập số 2 nè, xong rồi chúng ta nghỉ nè, xong rồi bữa sau chúng ta là rồi sau đó thì anh sẽ hát tặng các bạn một bài hát ha. Xong rồi sau đó chúng ta nghỉ ha. Rồi bây giờ các bạn hãy làm cho anh bài tập số 2 nào. Bắt đầu. Bình luận nào nào các bạn ơi. Bài tập 2 này, các bạn ra đáp số nào vậy rốt cuộc em là A hay B đây Khánh Linh? Rốt cuộc em là A hay B? Vừa B vừa A cũng chả biết đường nào mà lần hết. Ok. Chèo vậy thôi. Chưa vẫn là A gì? Mấy bạn kia là sao ạ? À? A, Đức Hiếu ra A luôn. Rồi, anh cần thêm vài bạn nữa đi. Thêm vài bạn nữa đi ha. Coi như là kết thúc cái buổi hôm nay bằng một sự vui vẻ không quạo của mấy đứa. Ui, sao giờ còn có hai bạn về ta ơi. Thôi giờ sửa nhanh nha các bạn. Ô này dễ mà phải không các bạn? Ở đây giờ nhớ này, khi làm hình trắc nghiệm á, ở đây nhắc luôn này. Khi làm hình trắc nghiệm, các bạn chuẩn hóa cho anh A bằng 1 cho lẹ. Là một chuyện. Chuyện thứ hai là khi các bạn vẽ hình á, thì các bạn vẽ hình thì không cần phải vẽ nét đứt nét liền như cái hình này. Các bạn chỉ cần vẽ đại khái thôi, ví dụ như là các bạn phát ra xíu xíu thì thôi cũng được nữa. Phát nhát thôi. Được chưa nào? Vậy thì ở đây là hai, đây là hai, đoạn này là căn hai. Bây giờ tính khoảng cách từ O tới mặt phẳng ABC thì nó rơi vào trường hợp mô hình số mấy ạ? À? Mô hình số mấy các bạn ơi? Bình luận nào. Chắc là một đấy ạ. Ủa sao mô hình một nó lại mô hình một, mô hình gì, mô hình như thế nào, mô hình mấy mô hình kia là mô hình nào? Hai. Ừ thì phải Hai. là hai chứ, trời ơi là trời. Hình. Rồi mô hình 2 là giờ tính khoảng cách từ chân vuông góc đúng không? Bây giờ mình áp dụng đúng công thức thôi các bạn. Thì OA này sẽ bằng gì các bạn? Rồi, bây giờ mình áp dụng nhanh luôn nha. Nó phụ thuộc vào chiều cao là bằng mấy? Là bằng 2. Khoảng cách từ đây xuống là bằng mấy? Tính nhanh nào. Cái này là 2 nhẩm nhanh nè. 2 cho này là căn, cho này là mấy? Là căn 6 phân. Ừ. Vậy thì chỗ này sẽ là 2 căn 2 chia căn 6. Tức là 2 2 căn 3 trên 3. Ok rồi, bấm máy xong. Rồi bấm máy luôn nha mọi người. 2 nhân 2 căn 3 trên 3 căn 2 bình cộng gì các BC là căn 6 đúng không? BC là căn 6. Là vẫn ổn mà. Có gì đâu. Rồi, bình bằng
Bằng 1. Bằng 1. Ừ, như vậy là bằng 1. Ủa, bằng 1. Ủa, tính sai đâu ta ơi. Sao đó bằng 1 vậy mọi người? Mọi người để ý nha, anh tính có sai gì không vậy? Mọi người ơi. Anh không tính là cái vuông vuông góc đến cái đoạn AB đi ạ. À? Dễ. Ủa, tên tính khoảng cách từ O mà hẳn ABC mà. Vâng. Thì là dựa thì phụ thuộc vào đường cao OA với lại cái khoảng cách từ O tới BC. Vâng. Ừ, chứ gì nữa. Không, không thì anh lấy cái lấy cái vuông góc này là H thì ạ. Thì kể từ A đến H xong rồi vuông góc của nó là A, O đến đấy, đấy thì trả cái này chứng minh lại công thức. Vâng. Công thức hồi nãy mới nói xong rồi mà. Ở kia. Em định là thế, thế thì nét theo của anh. Chưa ạ. Thôi, để chỉnh lại cái này là 2 căn 2 chia 6 đi. Mình chia căn 6 cho an toàn. Không biết tính sai chỗ nào ta mà sao mấy bạn ra khá đa số anh nhỉ? Ủa vẫn ra 1 nè, ủa sao mọi người ra khác anh vậy? Vậy là câu này đáp án phải là A chứ. Sự đáp án phải là bò. Phải là bò. Đáp án bò mới đúng nha mọi người. Đúng chuẩn không? Các bạn tính lại cho anh cái cạnh vuông góc này xuống nè. Có phải là bằng 2 căn 3 chia 3 không ạ? Vâng, ra thế ạ. Ừ. Sai rồi. Hiếu tính lại coi Hiếu. Rồi coi sao mà anh ra nhiều mắc cười. Sao ra khác tụi em nha. Chắc đúng rồi phải không mọi người? Đúng rồi ạ. Chị chắc là Hiếu tính nhầm ở đâu rồi. Rồi ha. Ok, vậy là kết bài học ở đây. Đây nha mọi người. Nãy giờ ai chép bài chụp giữa, tức là nãy giờ ai chép bài chụp gửi lên nhóm. Rồi. Rồi ok.